Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Ô tô An Sương. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2017, Ô tô An Sương mang đến chương trình khuyến mãi vô cùng lớn mang tên Vạn lời cảm ơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem chương trình khuyến mãi cực sốc cho hơn 20 dòng sản phẩm mà Ô tô An Sương mang đến trong lần này là gì nhé. Khuyến mãi 50 triệu với các dòng xe sau đây: xe tải Hyundai 1 tấn 9 và 3 tấn rưỡi thùng dài 6m2, xe Hyundai tải trọng 2 tấn 4, xe đầu kéo Mỹ Macfox 2013, xe tải phao 4 chân. Tiếp đến là chương trình khuyến mãi 20 triệu đồng cho các dòng xe Dongben 870kg và Vim 6 tấn rưỡi. Chưa hết đâu, chương trình khuyến mãi lên tới 80 triệu đồng cho các dòng xe Dongfeng 4 chân và 40 triệu dành cho các loại semi rơ móc. Ngoài ra, Ô tô An Sương tặng ngay 100 lít dầu và khuyến mãi 100% phí trước bạ cho các dòng xe tải và xe ben Cửu Long Sinotruk. Với sự kiện khuyến mãi không thể không hot lần này, quý vị và các bạn hãy cùng gọi ngay đến hotline của Ô tô An Sương 1800 2017 để cùng tìm hiểu rõ hơn về chi tiết nhé. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 9 năm 2017. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Ô tô An Sương trong thời gian qua. Chúng ta hãy đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Ô tô An Sương để theo dõi những chương trình khuyến mãi hấp dẫn tiếp theo. Và bây giờ, xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.